Phải quán thân Phật là như vậy. Các pháp có không trong ba cõi không thể ví dụ với Phật được. Ví như núi rừng, chim thú thảy đều nước hư không để mà ở. Biển cả mani vô lượng sắc, thân Phật khác biệt cũng như thế. Như Lai chẳng sắc, chẳng chẳng sắc, tùy ứng mà hiện không chỗ trụ. Hư không chân như và thật tế, niết bàn pháp tánh tịch diệt thảy, chỉ có pháp chân thật như vậy, có thể hiện bày nơi Như Lai. Bụi cõi tâm niệm biết được số, nước trong biển lớn uống hết được, hư không lường được gió buộc được, không thể nói hết công đức Phật. Nếu ai nghe biển công đức này mà sinh hoan hỷ tâm tin hiểu, như chỗ khen ngợi đều sẽ được, cẩn thận đừng sinh lòng hoài nghi.